Happy New Year! YOLO YOLO! Xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của YoGame. Thì ok, hôm nay mình làm cái video này. Đầu tiên là mình muốn gửi tới anh em một lời chúc mừng năm mới, một lời cảm ơn đến từ YoGame, đến những anh em đã theo dõi kênh YoGame trong thời gian vừa qua. Ok, thì mình xin chúc anh em có một ngày đầu năm thật là vui vẻ này. Và chúc cho những bạn đang đi học có kết quả tốt trong năm nay. Và các bạn đang đi làm thì được hiệu suất công việc thật là cao trong năm nay nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã dành những thời gian quý báu của anh em ra để theo dõi kênh YoGame trong thời gian vừa qua. Ok, thì cái vấn đề tiếp theo mình muốn thông báo với anh em đó chính là có một cái tin rất chi là khám khú. Đó là cái kênh Yo Studio để mình làm về game tốc chiến thì hiện tại nó đang bị tắt kiếm tiền vĩnh viễn anh em ơi. Buồn, quá là buồn. Nhưng mà không sao hết. Đây là ngày đầu năm nên là mình cũng muốn có cái khởi đầu mới luôn. Nó bị tắt kiếm tiền nên là mình sẽ không thể nào mà gắn bó lâu với kênh đấy được. Thế nên là mình chọn một cái cách, đó chính là lập một kênh mới nha anh em. Đây, kênh mới của mình để làm game tốc chiến cho anh em xem đây. Đó là kênh Yo TC nha. Và kênh này mình mới lập hôm nay luôn. Và anh em nào mà quan tâm đến tựa game tốc chiến này và muốn xem video hướng dẫn chơi này, xem video vô game tấu hài thì nhớ sang đây cho mình xin một đăng ký kênh này, bấm chuông này. Đấy, chọn nút tất cả nhá để không bỏ lỡ các video tiếp theo của vô game ở kênh Yo TC này. Và anh em nhớ bấm vào video này cho mình xin một like nha. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Và để tìm được cái kênh Yo TC này thì anh em vào YouTube gõ cụm từ đơn giản thôi, Yo Cách TC, tìm kiếm là nó ra kênh mình trên đầu này. Anh em bấm vào đăng ký, bấm chuông thôi. Ok, và mình cũng sẽ để link dưới phần mô tả và phần comment để cho anh em bấm vào cho nó dễ nha. Rồi, thì một lần nữa mình xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi mình trong thời gian vừa qua. Và chúc anh em năm mới vui vẻ, Happy New Year một lần nữa. Hẹn anh em vào video tấu hài game liên quân của YoGame ngày mai nha. À, và những bạn nào mà chỉ chơi liên quân ấy thì mình cũng khuyên anh em là tải tốc chiến về chơi đi. Nó rất là hấp dẫn luôn. Khẳng định với anh em là rất giải trí và hấp dẫn luôn. Và một làn gió mới nữa. Đó, ok, game nào hay thì mình chơi thôi. Gì đâu mà phải xoắn anh em nhở. Ok, bye bye anh em nhá.